chúng ta sẽ học bài 10 năm để chờ. Cái bài 10 năm để chờ này là cái bài 10 năm rồi anh xa em á, chứ không phải cái bài 10 năm để chờ. Cũng có một bài mang tên là 10 năm để chờ mà của anh Ngô Quốc Linh hát là Trên chiến xe ca diệu miền Trung nước nội sao, và cái đó là kháng nữa các bạn ha. Mình học bài này trước đi, mình học sau. Rồi bài này thì chúng ta sẽ chơi điệu ba dao, các bạn chơi tempo 74 ha, tông pha thứ nam hát, các bạn chỉnh trên 4 xuống là -4 và chúng ta dần ở la thứ ha. Rồi bây giờ các bạn những tiếng cần thiết bài này thì các bạn có thể cái tiếng cần thiết là các bạn dùng tiếng kìm á, tiếng kìm, tiếng nguyệt gì đó cũng được đó, làm cái tiếng này. Rồi ok ha. Sao không được cho cái tiếng nó mộng có độ tinh để đánh intro, để lót câu luôn. String bè brass để đánh dằn gì đó, rồi vậy là coi như là xong. Hay thêm cái guitar gì cũng được, đơn giản ha. Rồi bây giờ nghe intro các bạn. Nếu các bạn chưa làm ha. Đập nốt từ từ cho các bạn nghe. Cái nhà cái bên người ta đang xây cất cho nên có những cái âm thanh tạp vào trong đây, các bạn thông cảm ha. Rồi lặp lại trước ha. Đồ đề mi la, đồ đề mi son la, la son đồ la son. Nếu các bạn nhìn trên màn hình hợp âm đã có sẵn ha. Bài này các bạn hợp bỏ hợp âm đơn giản theo cách nhìn nè. Nốt nào thì bỏ hợp âm trùng với nốt đó luôn. Vậy là đơn giản đi ha. La bỏ la thứ, son bỏ son trưởng, fa bỏ fa trưởng, mi thì các bạn bỏ đô trưởng, mi 7 như cũng được, la thứ như cũng được. Còn re bỏ re thứ, đô đô trưởng, si bỏ mi 7. Bỏ mình nói đại khái là mình bỏ bằng các bạn bỏ cùng tên thôi. Trừ nốt si này ra chúng ta bỏ mi 7 thôi. Vậy là đơn giản thôi ha. Rồi, cho nó đơn giản đi. Rồi, bây giờ qua đoạn A ha. Nếu nhìn màn hình ha. La đô la mi 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 re 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 đô la la mi mi la re si 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 đô đô la la đô la mi mi son son mi re la mi la re si la son si la mi mi la si la re mi la. Rồi, đoạn A. Rồi làm lại đoạn A ha. La đô la. Đoạn B giống như đoạn A ha. Bài này dễ không có khó các bạn. Rồi tới điệp khúc nè. Đô 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 la la đô re mi la re re đô re 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 mi đô la la đô la sa
khúc, xong tới đoạn C thì nó giống như đoạn A luôn ha. Vậy hai chủ yếu hai đoạn vậy. Rồi cái này mình cái những cái bài như thế này á, các bạn ngoài việc cái nốt sườn các bạn phải thêm nốt vào trong giai điệu nó mới ra một cái giai điệu nó uyển chuyển mượt mà được. Ví dụ ha, ví dụ thay vì mình lần này nè, la đô la mi 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 thì la đô la nó rất là đơn độc, các bạn phải thêm nốt. Cái nốt đầu tiên nốt la thì chúng ta sẽ thêm hai cái nốt trước nó là rê đô, cách một nốt ha, cứ cách một nốt rê đô la. Ví dụ nè, la đô la mình đang các bạn đàn gì, mi 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 thì nút mi đầu tiên mình vẫn thêm hai nốt nữa, bằng bốn, bậc bốn bậc ba của nó ha, bốn ba đây ha, bỏ cái nốt đó ha. Ví dụ câu nào, mỗi cái câu nào chúng ta cũng thêm nốt vào để cho giai điệu nó mềm mượt tí xíu ha. Bây giờ nếu đầu tiên thì các bạn cứ thêm hai nốt vào trước cái câu là được rồi. Ví dụ trước đó mình xác định cái nốt đó là cái nốt nốt nào, thì ví dụ nốt la thì chúng ta xin rê đô la, nếu là nốt son thì đố si son ha, tức là bậc bốn bậc ba của nó, cách một nốt đây. Thế nốt pha thì si đô pha, mi thì la son mi ha, rê thì son pha rê, đô thì phá mi đô, tức là cái nốt đầu tiên á của câu á. Các bạn thấy gì, si la mi đúng không, cái nốt của nó là si la mi, thì các bạn thêm mi si la mi si la mi để cách thêm nốt vào đó. Cái đơn giản là thêm nốt hai nốt đầu tiên, còn những cái nốt thêm ở trong nữa, trong lòng nữa thì nó hơi khó tí xíu, thì từ từ các bạn sẽ quen, các bạn sẽ thêm được, sẽ giải những clip tiếp theo nữa ha. Rồi điệp khúc, ví dụ điệp khúc nữa nè, đô đô xong ha, đập tấu rồi. Một cái điểm hát bài này thì chúng ta sẽ đánh cái tiết tấu. Thứ nhất là tiết tấu thì mình giới thiệu sơ rồi, cái tiết tấu của cái bài này đánh như sau. Nó bốn phách thì bốn phách thì các bạn sẽ đánh ngay chỗ vị trí là giống như cái cách thứ ba của chơi cha cha rồi, đánh như này các bạn nghe cảm giác nha. Cách này thì nó hơi khó tí xíu nè, tức là chúng ta sẽ đánh ngay trào cái chỗ vị trí. Các bạn tưởng tượng đây là một cái bốn phách, thì chúng ta sẽ đánh ngay chỗ phách 2 và giữa 3 4, thì nếu đúng nếu đúng nguyên tắc mình nói vậy thôi, nhưng mà các bạn nghe cảm giác đi, nghe cảm giác nó dễ hơn. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta chưa có về cái lý thuyết về nhạc lý á, đánh vô sẽ rất khó. Các bạn nghe cảm giác ha, đánh như thế này ha. Cái điệu này nó bùm chát chát chát, bùm bùm chát chát chát, bùm bùm. Thì bây giờ cái bùm xong mình bỏ, cái bùm mình không đánh đó, bùm
ha. Bạn nghe cảm giác đi, nó dễ hơn. Rồi chúng ta sẽ ra cái tiết tấu như này. Tiết tấu cũng là tương đối là hay là lạ chút xíu thôi. Rồi phải áp dụng vào bài, ví dụ này. La đô la mi 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 re 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 đô la đô mi la re si si đô đô la đô la mi 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 sol mi re la si la sol Bây giờ xong cái đoạn A thì các bạn dàn cái câu này, dùng tiếng rát để dàn ha. La son mi re mi son la son la rồi tiếp tục nha. La son mi re mi son la re re mi son la tiếp tục vào đoạn B. Và đoạn B điệp khúc thì đoạn B mình cũng dàn y chang vậy luôn ha. Rồi tới phần điệp khúc. Điệp khúc thì các bạn có thể đánh tiết tấu giống hồi nãy, thì không thì chúng ta sẽ chơi kỹ thuật lót câu. Mình đã học một cái kỹ thuật lót câu như thế này rồi các bạn. Trong cái tiết tấu mà mình học cái bài mà mình nhớ cái không quên trên dòng sông nhỏ mình sẽ có cái tiết tấu như mình đánh cái nốt như thế này nhớ không ạ? Bây giờ mình hướng dẫn ở trong đây luôn ha. Cái là nó si là thực chất là nó uyển chuyển, nó uyển chuyển rất là nhiều nốt, nhưng mà đây mình lại cho những cái nốt mẫu thôi chứ nó uyển chuyển đi tùy theo cái giai điệu ha. Các bạn đánh tiết tấu như thế này, ví dụ nè, nốt nốt la làm chủ ha, re la, và các bạn sẽ đánh là re la do si la son si la. Cái này khó nha các bạn. Re la do si la son si la vào giai điệu như sau. Re la do si la son si la. Bùm. Rồi, cái này là câu gốc. Bây từ cái câu này chúng ta sẽ quăng khăn qua nốt son. Đố si son si la son phà la son. Y chang chúng ta hạ gì một bậc. Tương đối pha cũng vậy. Si la phà la son phà mi son phà mi la son mi son phà mi re phà mi re. Hạ vậy bậc cái này. Son phà re phà mi re đô mi re đô. Fa mi đô mi re đô si re đô si mi re si re đô si la đô si. Thực chất là cái này là nó cũng một dạng thôi, chúng ta hạ từng bậc khác nhau. Đây là một cái cách lót câu sử dụng rất là phổ biến các bạn, tức là nó như thế này các bạn nghe mà mình tưởng ha. Qua re cái tiết tấu đi gốc. Thì sau đó chúng ta sẽ đổi nốt cuối. Re la do si la son si la đúng không? Thì bây chúng ta sẽ đổi nốt cuối nốt la đi. Nốt la nốt cuối nốt la chúng ta đổi bất kỳ nốt nào tùy theo giao điện nó đi từ câu này qua câu khác. Re do la do si la son si đổi. Đó, chúng ta sẽ đổi một nốt khác, nó sẽ ra giai điệu khác. Từ cái câu gốc chúng ta sẽ thay đổi cái nốt cuối cùng. Ví dụ là câu gốc đổi nốt cuối, đổi nốt cuối, ok ha. Đó, nốt cuối mình đổi bất kỳ lúc nào,
từ cái những cái câu đó để tôi phân ra những cái gì để nó có áp dụng vào bài ha. Ví dụ ha, mình có thể áp dụng cho đoạn A luôn nè. Ví dụ là đô la mi 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 re 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 đô la do mi đó, chúng ta sẽ thay đổi vị trí nút cuối tùy theo cái giai điệu bài hát. Ví dụ là đô la thì nó dứt ngay la đúng không, chắc chắn chúng ta sẽ đi là đô la đô si la sol si thay vì đợt nút la, nhưng mà tại vì do cái câu nó là qua nút mi nên chúng ta sẽ bắt qua nút mi đô la đô si la sol si đổi vậy ha. Ha, bây giờ là đô la mi 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 re re mi mi re 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 thì cái re re nè chúng ta sẽ đi là sol re fa mi re đô mi mi re thay vì mi re nhưng mà nó đổi qua là nút mi, nên chúng ta sẽ đi cái câu là sol re fa mi re đô mi mi à, áp dụng vào là đô la nắm không? Đây là một những cái lớp câu mà áp dụng trực tiếp vào bài, thực chất nó rất là khó chịu, rất khó các bạn. Mình chúng ta phải tập những cái gốc gốc cho nó quen ha. Ừ. Mình sẽ làm một cái clip riêng này đi để cho các bạn dễ nắm đi. Cái áp dụng này thì nó hơi tương, nó hơi khó quá ha. Rồi đại khái là vậy đi ha. Bây giờ nó càng học nó càng khó. Bây giờ chỉ thì sẽ các bạn có những cái bạn nào mà theo sở có một số bạn sẽ theo không kịp. À. À, đại khái là bây giờ thôi, bây giờ điệp khúc lúc là điệp khúc thì bây giờ chúng ta cứ listing cả bè rồi vậy thôi ha. Đô là đô đô là áp dụng listing bè điệp khúc đơn giản vậy đi, và vậy là cũng như là xong áp dụng xong điểm hát vào bài này rồi ha. Còn cái về TikTok hồi nãy thì mình sẽ chắc mình sẽ làm một cái clip riêng để cho các bạn dễ nắm hơn ha. Mình sẽ các bạn hiểu là từ đi câu này qua câu kia nó còn đỡ nốt như thế nào. Rồi vậy ha. Bây giờ và cuối cùng thì kết out cái bài này thì Giang Tấu tôi làm lại intro đi. Kết out thì các bạn nhỏ dần là được rồi. Vậy là xong bài. À, ok. À, nếu mà để theo dõi những clip tiếp theo thì các bạn nhớ đăng ký kênh ha. Rồi có một cái chú ý nhỏ nhỏ nè, những bạn nào mà đã từng mua cái bộ tài liệu online của Trần Khánh á trước đây đó, bây giờ mình đã bổ sung và chỉnh sửa một cái bộ tài liệu mới. Những bạn nào đã mua rồi thì gọi điện alo Trần Khánh hoặc gửi email, Zalo, Facebook gì đó, gửi đi Trần Khánh gửi lại cho các bạn cái bộ mới này và hoàn toàn không có tính phí nha các bạn. À. Các bạn nào một số bài mình đã hướng dẫn rồi, các bạn muốn tìm lại để học á thì các bạn cứ vào YouTube và các bạn gõ tên cái bài hát, gửi tên bài hát kèm theo đó các bạn gõ tên Trần Khánh ra thì nó sẽ ra cái clip của Trần Khánh, các bạn sẽ dễ tìm kiếm hơn. Chứ để mà gõ tìm nhiều khi rất là nhiều clip trên mạng, rất nhiều hướng dẫn, nhiều khi rất là lộn xộn á, phức tạp, là nhiều khi các bạn khó học nữa. Thì các bạn cứ gõ tên bài hát và gõ tên Trần Khánh, nếu đã có cái clip đó rồi, có cái bài đó thì chắc chắn nó sẽ ra cái clip. Ok ha. Rồi bye bye các lớp, chúc sức khỏe nha.